Được xấu lắm. Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ đi bắt cá. Mình sẽ đi đặt nở bẫy cá. Khá nóng, thời tiết hôm nay nắng nóng lắm. Thời tiết này khá nắng nóng. Mình đặt sao nó chết rồi. Úi xời. Đây. Rất nhiều cá các bạn. Đấy. Rất nhiều. Nhiều lắm các bạn ạ.